Thưa quý vị, Bình Hoa An Sinh là tên gọi của mô hình thu gom và phân loại rác thải nhựa của các chi hội phụ nữ Thanh Khê với mục đích gây quỹ an sinh xã hội, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống. Những việc làm tuy giản đơn nhưng mang lại nhiều ý nghĩa ấy đã trở thành một thông điệp tích cực và lan tỏa mạnh mẽ trong thời gian qua. Từ khi triển khai đến nay, mô hình Bình Hoa An Sinh đã được hội viên phụ nữ và người dân hưởng ứng nhiệt tình. Bà Trương Thị Thu, chi hội trưởng phụ nữ Tân Chính Ba, quận Thanh Khê chia sẻ, không biết bắt đầu từ khi nào, mà dù có đi đâu hay làm gì thì thói quen nhặt nhạnh những chai lọ, túi ni lông hay thùng cắt tông để bỏ vào ngôi nhà chung đã trở thành một thói quen thường nhật của bà và các chị em hội viên trong khu dân cư với mong muốn góp phần nhỏ bé gây quỹ vì người nghèo. Bước đầu thì làm thì cũng hơi khó khăn nhưng mà sau này thấy là hiệu quả đã đem lại rất là cao. Chị em thấy là được hỗ trợ, được là giúp đỡ rất là nhiều, cho nên là ý thức của mọi người là thay đổi hẳn. Tại vì ai cũng đem đến những cái để mà bỏ vô trong cái bình hoa an sinh đấy, là bán để mà hỗ trợ được một cháu mồ côi ở khu dân cư. Nói chung là cái phụ nữ Trung Hà nói chung và phụ nữ Tân Chánh nói riêng là có những cái phong trào rất là hữu ích mà người dân ở đây đều là quan tâm. Nói chung thấy cái phong trào này nó rất là bổ ích, rất là phù hợp, cho nên là ai cũng ủng hộ. Được mọi người trong khu dân cư Tân Sinh B3, phường Chính Gián gọi bằng cái tên dí dỏm là ngôi nhà ve chai. Mỗi tuần hoặc mỗi tháng khi ngôi nhà xanh đầy phế liệu, thì các chi tổ phụ nữ phân loại phế liệu bán và tiếp tục gây quỹ để giúp đỡ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong chi hội. Không chỉ thu gom rác thải tái chế, thói quen tập trung pin cũ đã qua sử dụng cũng được chi hội phụ nữ Tân Sinh B3 triển khai đồng loạt. Tức là từ việc thu gom giúp không có chứa trong nhiều gây ẩm và gây mũi, dễ gây sốt xuất huyết. Thu gom cái pin đã qua sử dụng. Mục đích là không có là để cho thải ra môi trường gây bẩn và hình thành thói quen cho họ là không vứt rác bừa bãi. Mô hình Bình Hoa An Sinh đi vào hoạt động không chỉ tạo sự khích lệ động viên chị em phụ nữ có ý thức hơn trong việc phân loại thu gom rác và bỏ đúng nơi quy định, mà qua đó thể hiện vai trò trách nhiệm của cán bộ hội viên phụ nữ đối với công tác an sinh xã hội. Tuy giá trị về vật chất được thu gom còn khiêm tốn, nhưng ý nghĩa của mô hình này là rất thiết thực, không chỉ nhân lên sự sẻ chia giúp đỡ hội viên nghèo, mà còn góp phần thiết thực nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.